Ok, nay đi lắp cho khách con bơm Eno 250W này. Ở bên bên chỗ này gì? Bình Trị Đông. Cái này mình xài nước máy trực tiếp từ ngoài vô đúng không anh? Đúng rồi. Hút hút trực tiếp đường ống này, từ ngoài đồng hồ đi vô trong nhà này, sẽ gắn với bơm vào đó. Cắt rồi sẽ đẩy đi các thiết bị ở đây để bơm trên tường ha. Nãy giờ anh khóa nước lại cho em nha, để em cắt ống ra nha. Thì nãy giờ bắt ke xong rồi đó, giờ gắn bơm lên thôi, gắn bơm lên tiếp mình sẽ quay nha. Tại đi có một mình, con vừa làm vừa quay được. Đây Hùng mới khui rồi đây. Đây là xưởng làm ghế, ghế mây. Sản xuất ghế mây, làm ghế mây. Đây. Làm những cái ghế này, đây là mây. Ok. Bơm gắn trong khu bếp này thôi, ở đây thì xài để lên kia này kìa. Thấy không? Đó. Gắn con này xài thoải mái rồi.